Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Cảnh sát Đức, người Việt Nam nhận làm cha giả, hôn thú giả phổ biến tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Vào hôm 14 tháng 9 năm 2021 vừa qua tại Berlin, hơn 120 cảnh sát đã bố giáp các băng nhóm chuyên làm dịch vụ cha giả nhận con để phụ nữ Việt Nam được cấp giấy định cư. Một tuần sau, vào ngày 21 tháng 9, cảnh sát thực hiện đợt thứ nhì bố giáp 12 căn nhà, phát hiện được ít nhất 80 trường hợp người Việt Nam bị buôn lậu vào nước Đức. Trong dịp thực hiện phóng sự đặc biệt về nạn buôn người Việt Nam sang châu Âu, Đài Phát thanh và Tiếng nói EFA tại Mỹ đã có một cuộc trò chuyện với trưởng phòng đơn vị số 42 của Cảnh sát Hình sự tiểu bang Berlin, bà Schicker. Đây là đơn vị chuyên chống tội phạm bạo lực có tổ chức, băng đảng và tội phạm đưa người cũng như buôn người tại thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là hình ảnh cảnh sát Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức bắt giữ một nghi phạm lừa đảo vào hôm 2 tháng 8. Bà Schicker chia sẻ với phóng viên Gia Nguyễn vì sao Berlin là điểm đến của rất nhiều người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp và trong số họ có những nạn nhân là nạn nhân của nạn buôn người. Phóng viên Gia Nguyễn đặt câu hỏi như sau. Về những hôn thú giả và những trường hợp cha giả nhận con, như hôm 14 tháng 9, chắc hẳn đây không phải là những hành vi người Việt Nam giúp đỡ nhau, không liên quan gì đến tội phạm, hình sự. Và nhờ bà hãy giải thích dùm về lập luận này như thế nào. Bà Schickler nói rằng, tôi không thể đi vào chi tiết của cuộc điều tra vụ bố giáp vào hôm 21 tháng 9 vì nó còn đang tiến hành. Nói chung, đây là vấn đề làm hôn thú hoặc thừa nhận quan hệ cha con giả với mục tiêu được nhập cư của đối tượng. Đây là những trường hợp được xem là lạm dụng quyền lợi, vì vậy tội phạm hình sự chiếu theo đạo luật cư trú. Điều tội phạm không xuất phát từ việc người cha nhận con không phải là cha ruột hay không, mà nó xuất phát từ việc người cha này không thật và có ý định hình thành quan hệ hỗ trợ và chăm sóc đứa con. Trường hợp này là trách nhiệm hình sự chứ không nói đến từ việc người cha có phải là cha của ruột hay không. Và vì sao tại Đức một người đàn ông có thể thừa nhận quan hệ cha con mặc dù họ không phải là cha ruột? Câu hỏi được đặt ra. Nó đến từ quy định trong điều 6 của Hiến pháp về việc bảo vệ gia đình. Ví dụ như trong những gia đình chấp nối, từ hai vợ chồng đã có con riêng trước đó và có một người cha không phải là cha ruột. Người cha đó có cơ hội để nhận đứa con của vợ như là con của mình với những quyền lợi và nghĩa vụ của một người cha. Đây là hình ảnh các doanh nhân người Việt Nam tại Đức trong buổi gặp mặt Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Ở nước này, chúng tôi muốn bảo vệ điều đó và điều đó đã bị lạm dụng. Chúng tôi cố gắng ngăn chặn và xử lý nó vì nó gây thiệt hại lớn về mặt xã hội và tài chính. Ngoài ra, chúng tôi luôn gặp phải những trường hợp mà một người cha có quốc tịch Đức nhận con của một người mẹ Việt Nam để đứa trẻ trở thành người Đức. Và với sự thừa nhận quan hệ cha con này, người mẹ Việt Nam sau đó sẽ xuất trình với phòng quản lý người nước ngoài để được cấp giấy cư trú hoặc ngược lại. Một là người đàn ông thừa nhận quan hệ cha con của người mẹ tại Đức. Và nếu cả hai bên khai báo gian dối trước phòng quản lý người nước ngoài, cả hai đều có thể bị xử phạt lên đến 3 năm hoặc bị phạt tiền. Gia Nguyễn hỏi rằng, theo bà biết thì những trường hợp này là do cá nhân sắp xếp với nhau hay là một tổ chức có hệ thống khác nhau? Bà Schickler nói rằng, đây là câu hỏi rất hay, tôi xin trả lời là 50-50. Tất nhiên tôi không có thể trả lời chính xác về những chi tiết trong quá trình điều tra. Có những trường hợp chúng tôi nghi ngờ, có khi có cả bằng chứng rằng đằng sau các hôn nhân giả nhận cha hoặc mẹ giả có một người hoặc một tổ chức đứng ra môi giới. Gia Nguyễn hỏi tiếp, hoạt động buôn người của sắc dân Việt có thay đổi trong thời gian qua, trong thời kỳ đại dịch hay không? Bà Schickler nói rằng, hiện tại tôi không thể đưa ra bất kỳ tuyên bố có cơ sở nào về những tác động từ đại dịch, cũng vì hiện chúng tôi vẫn đang trong mùa dịch. Các số liệu của năm 2021 hiện chưa có. Đây là hình ảnh các nhân viên cảnh sát dẫn một phụ nữ lên xe trong cuộc truy quét ở Berlin chống lại những người bị tình nghi buôn lậu người Việt Nam và châu Âu vào ngày 31 tháng 5 năm 2021. Số liệu vào năm 2020 cho thấy các vi phạm theo đạo luật cư trú và đạo luật tị nạn đã gia tăng. Đó là điều đáng ngạc nhiên vì đây là thời điểm mà các cửa biên giới đã bị đóng và do đó việc nhập cảnh trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với mọi người dân và tất nhiên đối với cả việc nhập cảnh trái phép công dân Việt Nam. Gia Nguyễn hỏi tiếp, người Việt được đưa lậu sang Berlin hoặc nước Đức qua những con đường nào? Bà Schickler nói,
Theo thông tin có được, đại đa số người Việt Nam sang Đức bằng đường bộ, nghĩa là tuyến đường chủ yếu đi qua các nước như Nga hoặc Ba Lan. Trong một số rất ít trường hợp, chúng tôi có thể xác định họ nhập cảnh bằng máy bay, đa số là những trường hợp buôn lậu người qua thùng. Nghĩa là họ lên container của xe cộ, xe tải, xe thùng kín để được đưa họ đi. Câu hỏi tiếp theo thì cảnh sát Berlin có được đào tạo để đặc biệt truy lùng băng nhóm buôn người Việt Nam hay không? Và các nạn nhân của tội phạm này có được công nhận là nạn nhân của vụ buôn người hay không? Bà Sticker nói rằng Berlin rõ ràng có một vấn đề lớn liên quan đến việc cư trú bất hợp pháp, buôn người và đưa người nhập cư lậu. Vì đơn giản là chúng tôi có một cộng đồng người Việt Nam vô cùng lớn ở Berlin. Đó là một điều tốt, người dân Berlin cũng hoan nghênh điều đó. Cộng đồng người Việt Nam tại Đức cũng phát triển kỷ lục. Nhìn chung, điều này cũng được hoan nghênh, điều tất nhiên không được hoan nghênh là sự gia tăng của tội phạm. Nếu người Việt Nam bị đưa nhập cư lậu và bị bóc lột dù là về sức lao động hay về tình dục, thì họ được coi là nạn nhân. Nhưng nếu họ chỉ được đưa nhập cư lậu, ví dụ như qua cửa khẩu ở Berlin, thì lúc đó đầu tiên họ sẽ là thủ phạm vì chiếu theo luật cư trú thì họ không có quyền nhập cảnh hoặc cư trú. Đây là hình ảnh khu chợ Đồng Xuân của người Việt Nam ở quận Lichtenberg ở Berlin, được xem là một địa điểm nằm trong vùng xám giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Câu hỏi tiếp theo, nhưng thông thường buôn người tự dưng nó đã kéo theo hoạt động bất hợp pháp như làm việc lậu, cư trú bất hợp pháp, nhập cư lậu. Vậy thì việc thừa nhận họ là nạn nhân chỉ xảy ra sau khi họ đã bị tổn thương hay tử vong hay sao? Bà Schickler nói rằng không có mối liên hệ tự động nào giữa việc đưa người nhập cư lậu và nạn nhân của nạn buôn người. Tuy nhiên, nếu mức lương, điều kiện làm việc của họ được xác định có dấu hiệu bị bóc lột thì lúc đó mới xác định là nạn nhân của nạn buôn người. Tương tự, nếu một phụ nữ Việt Nam bị ép làm gái mại dâm để trả nợ thì lúc đó cô ấy cũng sẽ trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Hoặc có những trường hợp khác như khi một người bị cưỡng ép vào hành vi tội phạm như buôn bán ma túy, buôn bán thuốc lá thì lúc đó họ trở thành nạn nhân. Nhưng mấu chốt vấn đề là nạn nhân ấy vẫn phải chịu sự trách nhiệm nếu chính người đó có hành vi phạm tội. Câu hỏi tiếp theo là thế thì trong rất nhiều trường hợp nạn nhân đồng thời cũng có thể được xem là thủ phạm hay không? Bà Sickler nói rằng, vâng, vì vậy có thể xảy ra trường hợp vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, ít nhất họ là thủ phạm của việc nhập cư hoặc cư trú bất hợp pháp và những tội phạm này ít nghiêm trọng hơn tội phạm buôn người. Đồng thời, họ là nạn nhân của nạn buôn người và nếu là nạn nhân của nạn buôn người thì họ được quyền cư trú tạm thời dựa trên thời hạn gọi là để suy nghĩ và ổn định mà chính phủ Đức đã dành cho nạn nhân. Và thời gian đó được họ bảo vệ để họ có thể suy nghĩ họ muốn tiến hành như thế nào, tìm hiểu quyền lợi của họ là gì, họ có thời gian tìm chỗ tạm trú và liệu họ có muốn trình báo trước các cơ quan thủ tục thực thi luật pháp hay không để khai báo, khi đó việc trục xuất của họ có thể được hoãn lại. Đây là hình ảnh vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin đã được cảnh sát Đức kết luận là có sự tiếp tay của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Câu hỏi tiếp theo, vậy có biện pháp nào để bảo vệ nạn nhân khi họ khai báo hay không? Bà Schickler nói rằng, vâng, họ có thời hạn để được suy nghĩ và ổn định. Trong thời gian đó, họ có thể lên đến 6 tháng, họ không bị trục xuất, thời gian này có thể được gia hạn thêm. Ngoài ra, chúng tôi cũng làm việc với các tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ họ tìm nơi tạm trú, hỗ trợ tài chính nếu họ là nạn nhân của buôn người. Cũng nhân đây, nếu như có thông tin bất kỳ về sự tham gia nào của nhân viên Đại sứ quán Việt Nam hoặc bất kỳ ai trong tổ chức tội phạm đã đề cập, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh được chia sẻ. Hoặc nếu có thể nói với các nạn nhân, nếu như họ cảm thấy đã bị lừa rằng họ không thể khai báo thì chúng tôi khó có thể hành động. Cộng đồng người Việt Nam ở đây rất cô lập và thực sự không được tự do bày tỏ về hoàn cảnh của họ. Nhưng nếu chúng tôi không được thông tin thì chúng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng tình huống này thực sự đáng tiếc cho những người bị ảnh hưởng. Câu hỏi tiếp theo, nghĩa là nếu như có dấu hiệu về tội phạm từ phía nhân viên đại sứ quán thì cảnh sát Berlin sẽ điều tra hay không? Bà Sicker nói rằng, vâng, tất nhiên, nếu có dấu hiệu về tội phạm, chúng tôi có nhiệm vụ phải điều tra. Bộ phận nào thì tùy theo, có thể là cảnh sát liên bang hoặc cảnh sát tiểu bang, nhưng chúng tôi phải điều tra đến cùng và chúng tôi thực sự muốn làm điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 10 năm 2021 với bản tin Cảnh sát Đức, người Việt Nam nhận làm cha giả, hôn thú giả phổ biến tại Berlin.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.